Hello, welcome to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thoại 8 game các bạn của mình phái cái đầu tiên nha. Chuồn quét Fireman. Let's go. Đập vỡ luôn cả tivi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Evil Kiss. Đây là một tựa game kinh dị. Thứ game này thì đầu tiên thì các bạn sẽ ở trong một căn phòng và cùng với cậu bé này. Và các bạn phải tìm cách làm sao để thoát ra khỏi ngôi nhà và thoát ra khỏi cậu bé này. Đây là một cậu bé mà có thể bị triệu chứng. Những ngày xưa mình nhìn bức ảnh trong game này thì cậu ta rất là đẹp trai và xinh xắn. Nhưng mà khi nhìn cậu ta bây giờ thì rất là kinh khủng. Ok, có thể cậu ta mắc cái triệu chứng hoặc là cậu ta đã chết. Thì đó là cái nhìn, đây là hình ảnh của cậu ta. Rất là hại luôn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đi lấy nước ở trong này. Ok, let's go. Đây, đây hình ảnh cậu ta, rất là đẹp trai.
Let's go. Cứ bật tẩm bánh vào thì cậu ta sẽ tự động vào ăn. Và khi đó thì cậu ta sẽ nhả ra một thứ, đó chính là một sợi dây. Nhưng mà khi các bạn muốn lấy được sợi dây đó thì các bạn phải gột rửa. Thử lấy cơ. Ok, mình sẽ phải bẻ thêm một cành cây nữa. Không biết có bẻ được nhiều nữa không, hay chỉ hai cái thôi. Let's go. Bây giờ các bạn chưa vào được, các bạn phải chế ra một loại nước mà các bạn uống vào có thể vào được bên trong cơ. Ok, và đây là chỗ chế. Let's go. Một khúc đoạn xương đùi. Một năm chín bảy. Ok, let's go. Rồi, khi uống nước đó vào thì các bạn sẽ vào được bên trong này. Ồ, đi sai rồi. Ok, đây là chiếc chìa khóa để các bạn thoát ra khỏi ngôi nhà này. Và bây giờ các bạn sẽ đi ra cửa chính. Sau đó thì sẽ mở cửa thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ ba, It's Horror Cloud. Chapter 2.
Let's go. Không có gì chỗ này. Một viên gạch. Đây là một viên đá chứ không phải là một viên gạch. Ok. Dây sắt, let's go. Rồi mình sẽ mở cánh cửa đá này ra. Mình sẽ lấy cái này và cái chiếc chìa khóa này để các bạn mở căn phòng này ra. Ok, gắn cái này vào cái máy này. Đây là một máy khoan. Khoan cưa đều được hết. Let's go baby. Chiếc xe đặt nó ra vào đây thành một ngôi sao. Sau đó thì mình sẽ dùng chiếc xe này đào ở bên trong kia xem có cái gì không. Không biết là chôn giấu cái gì. Chapter 1 của It Horocrown này thì các bạn phải tiêu diệt ông ta, còn chapter 2 này thì các bạn sẽ phải phá tan cái nơi cư trú của ông ta, nơi ẩn náu của ông ta. Rồi, đào thôi. Một quyển sách gọi hồn. Wow, wow, wow. Chắc là quyển sách này sẽ để ở trên cái ngôi sao kia. Và khi để trên ngôi sao thì sẽ gọi được một linh hồn nào đó. Chắc là linh hồn đó có thể chỉ cho các bạn biết được là cách phá bỏ cái căn hầm này như thế nào. Let's go. Keep it. Skip. Ok, đã mở ở đây rồi. Wow, và trong này có hai quả bom. Rồi, mình sẽ đặt vào hai chỗ bình ga. Bình thứ nhất. Bình thứ hai. Let's go.
phá hoàn thành mình đã hoàn thành được game rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Roblox. Ok, let's go. Trong cái Roblox này thì nó có rất nhiều game, các bạn có thể chơi thích thể loại game nào thì các bạn chơi thể loại game đó, rất là nhiều trò luôn. Cái trò background này thì không biết là hết lỗi chưa. Tentita Mr. Crow. Ok, let's go. Oh, mình đâu rồi? Đây rồi. Anh chàng này dám định đưa mình đi vào một chỗ nào đó. West 75 luôn. Mình sẽ chọn Cedar Blocks. Một anh chàng to béo luôn. Ôi, đánh nhau rất là nhiều chỗ này. Nhìn thấy tanker như mình mà không sợ. Let's go. Đánh nhau của mình. Wow, đồng thế. Đánh hội đồng rồi. Không biết có cân được cả hội đồng không? Sắp chết rồi. Wow, 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 wow. Oh my god, chết ngay. Hội đồng đông quá, mình không làm gì đâu. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Horror Hospital 2. Đây là một tựa game ma. Tới bên này các bạn phải chào vào trong ngôi nhà này. Và các bạn cô bé này nhờ bạn vào trong một ngôi nhà, ngôi nhà chính ngôi nhà của cô ta, và tìm cách để hóa giải lời nguyền. Ok, mình sẽ nhận lời. Ok, let's go. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nhặt chiếc chìa khóa của ngôi nhà này, sau đó thì mình sẽ chạy ra ngoài. Có một con quái thú ở trong này, chạy luôn vào trong. Ở đấy các bạn không đánh mà sẽ bị nó móc cổ đến chết luôn. Và đây là chiếc chìa khóa. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Into the D2. Let's go. Ok, let's go.
Rồi, mình sẽ chuồn đi, giữ bo. Wow, ở đây có một được 12 viên, sẽ ít ít nhỉ. Có vẻ cho hơi ít. Rồi, lách giữa hai cái này. Wow, wow, cũng anh chàng ở ngay đó. Đây rồi, đây là chỗ mình sẽ ăn tiếp. Chết rồi, còn một viên thôi, đánh bừa đi. Wow, vẫn là súng này. Lúc vừa gần với đích nhưng mà lại còn cho thêm cái kia làm gì. Wow, 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 wow. We made it to town. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Evin luôn. Let's go. Ở đây. Ở đây. One day. Bếp.
Rồi, nào. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Slender Free. Ok. Tựa game này thì các bạn sẽ đi xung quanh cái map này và các bạn tìm cho mình 7 bức hình gắn ở đâu đó xung quanh đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi tìm nhá. 7 bức hình. Let's go. Xem ngoài này có gì không. Khi các bạn đến gần vào một cái chỗ nào đó gần bức hình đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết và các bạn sẽ chỉ tìm xung quanh đó thôi. Vẫn chưa có gì. Rồi mình sẽ đi này xem. Không có gì ở đây. Cây này chắc không có gì rồi. Nếu có thì nó đã kêu. Wow, trụ cột rồi. Ở đây cũng là trụ cột. Slender mà bắt ở đây thì coi như mình không thể chạy luôn. Không có một bức hình nào luôn. Tài thật. Đây rồi. Ok, các bạn cứ đi xung quanh và tìm những bức hình đó rồi các bạn sẽ hoàn thành được. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.